Tam Tấn Đại Địa, hôm nay chúng ta cùng nói về một trong những nơi phát nguyên của văn minh Trung Hoa, tỉnh Sơn Tây. Sơn Tây được gọi tắt là Tấn, nước Tấn ở thời chiến quốc thất hùng chính là nằm ở đây. Nằm ở phía tây của núi Thái Hành Sơn nên nó được đặt tên là Sơn Tây. Về mặt địa lý Sơn Tây thuộc vùng Hoa Bắc, nó tiếp giáp với Hà Nam, Hà Bắc, Nội Mông, Thiểm Tây. Nơi đây từng là chiến trường ác liệt trong thời kỳ phong kiến. Sơn Tây với tổng diện tích khoảng 156.000 km vuông, Dân số là hơn 34,8 triệu người. Với diện tích và dân số này thì nó còn lớn hơn cả 19 tỉnh miền Trung của Việt Nam. Sơn Tây quản lý 11 thành phố và địa cấp thị. Trong video ngày hôm nay cùng Tiểu Trần khám phá Trung Quốc tìm hiểu về 11 địa phương này. Nhất Thành nhất động, danh thiên hạ. Đầu tiên chúng ta đến với Đại Đồng phía Bắc của tỉnh Sơn Tây. Đại Đồng trong quá khứ được gọi là Vân Trung, Bình Thành, Vân Châu. Đây là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Sơn Tây. Nó nằm ở giao giới giữa Sơn Tây, Hà Bắc, nội Mông Cổ, phía đông bắc của cao nguyên Hoàng Thổ, là cửa ngõ phía bắc của Sơn Tây. Từng là chiến trường ác liệt trong quá khứ. Dân số đại đồng khoảng 3 triệu 100 ngàn người, nền kinh tế đạt khoảng 184 tỷ tệ, hơn 25 tỷ đô. Đồ. Đại Đồng là một trong những thành phố lịch sử văn hóa hàng đầu Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong thập đại cố đô trong lịch sử Trung Hoa, từng là kinh đô phía đông ở thời Bắc Ngụy, cũng là Tây Đô của thời Kim Liêu cũng được biết đến là kinh đô của Tam Triều và Trọng Trấn của Nhị Triều. Triều Đại Bắc Ngụy là thời kỳ thịnh vượng nhất của Đại Đồng. Đại Đồng là một cơ sở khai thác than đá lớn top đầu Trung Quốc, than đá cũng mang lại giá trị kinh tế chính cho cả địa thị. Đồng thời Đại Đồng cũng được xem là thủ phủ điêu khắc của Trung Quốc. Số lượng và giá trị nghệ thuật của những bức tượng điêu khắc ở đây là nhiều vô số kể. Đại Đồng có nhiều di tích nổi tiếng. Thành cổ Đại Đồng có lịch sử lâu đời, tường thành ở Đại Đồng tương đối hoàn chỉnh với các cổng lớn, rác lầu, hào nước, chiều cao tường thành ở đây còn cao hơn tường thành của Tây An. Phía ngoài tường là sự hiện đại của đô thị, phía trong là sự cổ kính của các công trình có lịch sử cả ngàn năm. Thành cổ đại đồng như một bảo tàng khổng lồ ngoài trời với các vương phủ, chùa chiền với nhiều kiến trúc có từ thời nhà đường. Cùng với đó là chùa treo trên vách đá huyền không tự, ngôi chùa được xây ở cuối thời kỳ Bắc Ngụy và đã hơn 1.500 năm nằm bên vách đá. Điểm cao nhất cách mặt đất 75 mét, chỉ được chống đỡ bằng hàng chục cây gỗ. Đây không phải ngôi chùa Phật giáo đơn thuần mà là sự kết hợp giữa Phật giáo, đạo giáo và nho giáo. Người xưa dùng kỹ thuật gì để làm nên được một kỳ quan như vậy? Câu trả lời này hãy để dành cho video sau nói chi tiết về Đại Đồng. Ngoài ra hang đá Vân Cương một trong những hang đá lớn nhất Trung Quốc cũng nằm ở Đại Đồng. Đây là di sản văn hóa thế giới, nó được xem là kho tàng điêu khắc cổ đại Trung Quốc. Đa Thái Biên Thành, Sinh Thái Sóc Châu. Đây là Sóc Châu của tỉnh Sơn Tây nằm ở phía bắc của tỉnh Sơn Tây thuộc vùng cao nguyên Hoàng Thổ và ba phía được núi bao quanh, ở giữa là đồng bằng Phu Sa. Sóc Châu là địa thị mới ra đời trong thời kỳ Trung Quốc cải cách mở cửa. Tới nay dân số Sóc Châu khoảng 1 triệu 590.000 người, kinh tế đạt khoảng 153 tỷ tệ, khoảng 21 tỷ đô. Ở đây khoáng sản dồi dào, chữ lượng than đạt khoảng 29,4 tỷ tấn, chiếm một phần 6 chữ lượng của tỉnh Sơn Tây. Ngành công nghiệp than đã trở thành trụ cột chính của nền kinh tế Sóc Châu. Trong lịch sử, Sóc Châu là quê hương của nhiều nhân vật kiệt xuất, có thể kể đến như Trương Liêu tướng quân trong Tam Quốc, vị tướng nhà đường Uất Trì Cung, nữ tài tử thời dân quốc quan lộ, vân vân. Sóc Châu có ngôi chùa bằng gỗ nghìn năm lâu đời nhất thế giới tại chùa ứng huyền, là kiến trúc bằng gỗ tồn tại gần một nghìn năm, trải qua nhiều trận động đất mà vẫn đứng vững. Sóc Châu còn tồn tại trường thành lâu đời nhất của thời Bắc Tề, trường thành ở Sóc Châu dài 327 km còn tương đối nguyên vẹn. Ngũ Đài Thắng Cảnh Ngũ Phúc Hãn Châu. Đây là Hãn Châu của Sơn Tây. Hãn Châu là địa cấp thị có diện tích lớn nhất Sơn Tây. Hãn Châu có dân số 2 triệu 656 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 150 tỷ tệ, tương đương hơn 20 tỷ đô. Hãn Châu có núi Ngũ Đài một thánh địa Phật giáo nổi tiếng ở Trung Quốc. Đây là danh thắng cấp 5A quốc gia, núi Ngũ Đài cũng được liệt kê là di sản văn hóa thế giới. Cửu tác tôn sùng đệ nhất quan, nhạn môn quan cũng nằm trong lãnh thổ của Hãn Châu. Nhạn môn quan cũng được xem là trung hoa đệ nhất quan, nó cùng với Ninh Vũ quan, Thiên quan hợp thành ngoại tam quan. Hãn Châu còn có truyền thống môn đấu vật, giải đấu vật ở Hãn Châu có lịch sử hơn 800 năm, vào thời xưa người đấu vật thắng sẽ được một con cừu béo, sau đó mang theo cừu đi khắp nơi thể hiện vinh quang, thế nên cuộc thi đấu vật ở đây cũng được gọi là cuộc thi cảo cừu. Hồng Sắc Ốc Thổ, anh hùng Lữ Lương. Tiếp theo chúng ta đến với Lữ Lương Lữ Lương được đặt tên vì có dãy núi Lữ Lương chạy qua toàn bộ khu vực từ Bắc xuống Nam. Đây là địa cấp thị có diện tích lớn thứ hai của tỉnh Sơn Tây, và cũng là địa cấp thị trẻ nhất của Sơn Tây. Lữ Lương có dân số 3 triệu 370.000 người, nền kinh tế đạt khoảng 242 tỷ tệ, tương đương 33 tỷ đô. Nói đến Lữ Lương thì sẽ ít người biết đến, nhưng nhắc đến Lưu Hồ Lan thì có thể nhiều người đã từng nghe qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951 đã từng viết trên báo Nhân dân về em bé Trung Quốc Lưu Hồ Lan kể về tấm gương hy sinh anh dũng của một thiếu niên và kêu gọi thiếu niên Việt Nam nói gương Lưu Hồ Lan tích cực tham gia kháng chiến. Ngoài ra còn có nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, vị tướng nổi tiếng thời nhà Tống Địch Thanh, vị quan nổi tiếng Vu Thành Long thời nhà Thanh, những người này cũng đến từ Lữ Lương. Hạnh Hoa Thôn trong thơ Thanh Minh của Đỗ Mục chính là ở Lữ Lương. Ngoài ra, Bắc Võ Đang Sơn nổi tiếng cũng nằm ở Lữ Lương, là một trong những ngọn núi đạo giáo nổi tiếng nhất của miền Bắc Trung Quốc. Cổ trấn Thích Khẩu bên bờ sông Hoàng Hà cũng nằm ở Lữ Lương. Do sông Hoàng Hà là đường giao thông quan trọng tới Minh Thanh, nên nơi đây cũng là nơi sản sinh ra thương nhân Sơn Tây. Lữ Lương còn có thánh địa Phật giáo Huyền Trung tự, thảo nguyên thứ hai vùng Hoa Bắc, Tây Hoa Trấn, cùng với nhiều điểm cảnh khác. Cố đô Văn Minh Hoa Hạ, đường Phong Tấn vận Thái Nguyên. Tiếp theo chúng ta đến với Thái Nguyên. Thái Nguyên là tỉnh lỵ của Sơn Tây, trong thời xưa Thái Nguyên được gọi là Tấn Dương, Bính Châu và cũng có tên là Long Thành, là thành phố quan trọng của miền Trung Trung Quốc là một cơ sở công nghiệp nặng và năng lượng quan trọng của Trung Quốc. Dân số Thái Nguyên khoảng 5 triệu 435 000 người, nền kinh tế đạt 557 tỷ tệ, tương đương 76 tỷ đô. Đồng thời Thái Nguyên cũng là một thành phố văn hóa lịch sử quốc gia, là một cố đô có lịch sử hơn 2.000 năm, từng là kinh đô của nhà Tấn vừa nhắc ở trên. Nhà Tấn di rời kinh đô nhiều lần và Thái Nguyên là một trong những kinh đô sớm nhất của nhà Tấn. Ngoài ra Thái Nguyên còn là kinh đô thứ hai của các vương triều như Đông Ngụy, Bắc Tề, Đường Triều, hậu đường, hậu tấn, hậu hán. Người Thái Nguyên coi trọng mối quan hệ, thu nhập của người Thái Nguyên không phải quá cao nếu so với các tỉnh lỵ khác của Trung Quốc, nhưng họ biết tận hưởng cuộc sống và cũng biết tiết kiệm tiền. Năm 2021, số tiền gửi tiết kiệm bình quân của người Thái Nguyên đứng thứ năm Trung Quốc. Thái Nguyên là thành phố ngàn năm tuổi có nhiều di tích lịch sử tại đây. Có tượng Phật khổng lồ Mông Sơn Đại Phật được xây dựng từ thời Bắc Tề, hang động Long Sơn hang động đạo giáo duy nhất của thời nhà Nguyên. Tháp đôi cao nhất của Trung Quốc còn tồn tại từ thời xưa, Vĩnh Tộ tự Song Tháp. Còn có những nơi tưởng niệm vương triều nước Tấn, vân vân. Thái Nguyên còn là quê hương của Địch Nhân Kiệt, La Quán Trung, Bạch Cư Dị và nhiều người nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc khác. Tấn Đông Minh Châu, Sinh Thái Dương Tuyền. Đây là Dương Tuyền của tỉnh Sơn Tây. Nó nằm ở vị trí giữa hai tỉnh lỵ của Sơn Tây và Hà Bắc. Đồng thời Dương Tuyền là địa cấp thị nhỏ nhất và ít dân nhất của Sơn Tây ngành công nghiệp than của Dương Tuyền đã bắt đầu từ 100 năm trước. Những năm 80 Dương Tuyền tận dụng tài nguyên than để phát triển kinh tế nhanh chóng, dẫn đầu trong các thành phố của Sơn Tây, còn được bệnh danh là Tiểu Thượng Hải. của Dân số Dương Tuyền khoảng 1 triệu 310 nghìn người, nền kinh tế đạt 101 tỷ tệ, tương đương 14 tỷ đô. Vạn Lý Trường Thành đệ cửu quan, nương tử quan cũng nằm ở Dương Tuyền. Nương tử quan ban đầu được gọi là Vi Trạch Quan, bởi vì đường Bình Dương công chúa dẫn quân mình đóng quân ở đây quân đội của Bình Dương công chúa lúc đó được gọi là Nương Tử Quân, vì vậy nó được đặt là Nương Tử Quan sau đó. Tấn Thương Cố Lý, Thiện Mỹ Phúc Địa Tiếp theo chúng ta đến với Tấn Trung của Sơn Tây. Tấn Trung là cái nôi của văn hóa thương mại Sơn Tây. Trong các triều đại Minh Thanh, thương nhân Tấn Trung đi khắp Á-Âu, từng giao thương với thế giới cả 500 năm. Năm 1824, tổ chức tài chính đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã ra đời ở Tấn Trung. Tấn Trung ngày nay có dân số khoảng 3 triệu 390 nghìn người, nền kinh tế đạt khoảng 211 tỷ tệ, tương đương 29 tỷ đô. Di sản văn hóa thế giới nổi tiếng thành cổ Bình Giao cũng nằm ở Tấn Trung. Đây là cổ thành được xây dựng từ thời nhà Chu và được mở rộng từ năm Hồng Vũ thứ ba thời nhà Minh. Thành cổ vẫn giữ được nét nguyên bản của thời Minh Thanh. Cùng với Lệ Giang ở Vân Nam, Huy Châu ở An Huy, Lãng Trung ở Tứ Xuyên, để trở thành bốn cổ thành lớn nhất Trung Quốc. Bình Giao có lịch sử hơn 2.800 năm, lịch sử xây dựng đã bắt đầu từ thời Tây Chu những kiến trúc nơi đây giữ được nét nguyên vẹn của thời Minh Thanh. Nơi đây được xếp vào di sản văn hóa thế giới vào năm 1997 và cũng là địa điểm du lịch cấp 5A của Trung Quốc. Diện tích thành cổ Bình Giao khoảng 2,25 km vuông, có 4 con phố chính, 8 con phố nhỏ, 72 con hẻm nhỏ phân bổ bên trong thành cổ. Có 300 di tích văn hóa và gần 4.000 căn nhà truyền thống đang được bảo tồn rất tốt tại đây. Văn minh Nhiêu Đô, Mị lực Lâm Phần Đây là Lâm Phần của tỉnh Sơn Tây, Lâm Phần được đặt tên vì nó nằm trên bờ sông Phần. Lâm Phần có lịch sử lâu đời, một trong ngũ đế trong huyền sử Trung Quốc đế nghiêu chính là định đô ở Lâm Phần, vào lúc đó gọi là Bình Dương. Vì vậy Lâm Phần còn được xem là kinh đô đầu tiên của Hoa Hạ. Lâm Phần rất giàu tài nguyên, đây là một trong ba cơ sở than chất lượng cao ở Trung Quốc. Đồng thời Lâm Phần cũng là cơ sở sản xuất bông quan trọng ở miền Bắc Trung Quốc, nơi đây thích hợp với trồng lúa mì và bông. Ngày nay Lâm Phần là nơi sinh sống của 3 triệu 900 nghìn người nền kinh tế đạt khoảng 222 tỷ tệ, tương đương với 30 tỷ đô. Danh thắng cấp 5A nổi tiếng ở Lâm Phần là thác nước hồ khẩu trên sông Hoàng Hà, là thác nước lớn thứ hai của Trung Quốc, cũng là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Mộng khởi thái hành, thiên hạ trường trị. Đây là trường trị của Sơn Tây, trường trị được gọi là Thượng Đảng, Lộ Châu vào thời xưa. Trường trị ban đầu là phủ trị của Lộ An Phủ, được đặt tên ở thời gia tĩnh với ý nghĩa là trường trị cứu an. Trường Trị có dân số khoảng 3 triệu 140 000 người, nền kinh tế đạt 280 tỷ tệ, tương đương 38 tỷ đô. Phía đông của Trường Trị là Thái Hành Sơn, nơi đây có những hẻm núi đẹp nhất của Thái Hành Sơn, là danh lam thắng cảnh cấp 5A của Trung Quốc bao gồm hẻm núi Hồng Đậu, Bát Tuyền. Trường Trị là quê hương của thần thoại Trung Quốc, thần nông đến Bách Thảo, nữ oa vá trời, và nhiều câu chuyện khác được người ta nói rằng đến từ Trường Trị. Trường Trị là một thành phố nổi tiếng với nghệ thuật dân gian Trung Quốc. Nghệ thuật dân gian bắt đầu từ rất sớm ở đây, từ thời nhà đường đã có rất nhiều thể loại hát kịch. Đây là một trong những nơi sản sinh quan trọng của nghệ thuật dân gian phía Bắc Trung Quốc. Đông Phương Cổ Bảo, Nhân Gian Tấn Thành Tấn Thành là cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Sơn Tây, từ cổ được xem là địa điểm giao tranh của binh gia. Tấn Thành có lịch sử lâu đời, 2.000 năm trước đã lưu lại rất nhiều di tích cổ tại đây. Trong lịch sử trận chiến giữa nhà Tần và nhà Triệu từng diễn ra tại đây, trận chiến này mang tính quyết định chiến lược của số phận nhà Tần sát thần Bạch Khởi đã đồ sát hơn 40 vạn quân triệu cũng đã xảy ra ở đây. Tấn Thành là quê hương của than và sắt từ thời xa xưa, cũng vì vậy mà Tấn Thành là nơi giao tranh giữa nhiều thế lực quân sự, nhà kim đối đầu nhà tống, nhà nguyên đối đầu nhà tống. Đại thần thời nhà Thanh Trần Đình Kính chính là người ở Tấn Thành, ông giữ chức thượng thư trong triều đình nhà Thanh, cuốn Khang Hy Tự Điển cũng có một phần là ông soạn. Vương phủ cũ của ông cũng nằm tại Tấn Thành, bây giờ là địa điểm du lịch cấp 5A. Người ta nói rằng Khang Hy cũng đã từng đến đây hai lần. Tấn Thành ngày nay là nơi sinh sống của 2 triệu 189 nghìn người, nền kinh tế đạt khoảng 230 tỷ tệ, tương đương 31 tỷ đô. Quan đế Chi Hương, Hoành Vận Chi Thành Cuối cùng chúng ta đến với Vận Thành của tỉnh Sơn Tây. Vận Thành thời xưa gọi là Hà Đông, câu sư tử Hà Đông chính là xuất phát tại đây. Câu này xuất phát từ câu thơ của Tô Đông Pha từ thời nhà Tống, nguyên câu văn là Hà Đông sư tử Hống. Vận Thành là những nơi phát nguyên quan trọng của văn minh Trung Hoa là một trong những nơi xuất hiện sự sống sớm nhất tại Trung Quốc, là nơi đầu tiên ở Trung Quốc phát hiện con người sử dụng lửa. Vận Thành là nơi sinh ra nhiều người nổi tiếng, danh tướng Đông Hán Quan Vũ chính là người Vận Thành, nhà thơ lỗi lạc thời nhà đường Vương Bột, người mà được thờ tại một nhà thờ tại Nghi Lộc Nghệ An cũng chính là người Vận Thành. Hồ nước mặn Vận Thành là một trong ba hồ nước mặn nội địa lớn nhất thế giới, hàm lượng muối ở đây tương đương với biển chết tại Trung Đông, con người có thể không bị chìm khi bơi tại đây. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều điển tích từ thời nhà đường. Vận Thành là nơi sinh sống của 4 triệu 718 000 người, nền kinh tế đạt khoảng 230 tỷ tệ, tương đương 31 tỷ đô. Sơn Tây Cái Nôi của Văn Minh Hoa Hạ là nơi giao tranh ác liệt của các vương triều Trung Hoa thời cổ đại, nơi đây có lịch sử lâu đời với nhiều di tích văn hóa thế giới. Và đó là tất cả các địa cấp thị của Sơn Tây mà kênh có thể truyền tải. Đây là tiểu trần khám phá Trung Quốc, chuyên tìm hiểu và nghiên cứu về các vấn đề Trung Hoa. Hãy đăng ký kênh để xem thêm những video thú vị của quốc gia rộng lớn này.